Hello, xin chào Trung. Hello, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú, anh Ông chị đang theo dõi trên diễn đàn. có người yêu cũ bán quá, giấu hoài. Lâu lâu rồi cho tôi mượn, tôi mở like. Người yêu cũ của ông đàm ghê quá. Thực tế là mà nói thì trong cái cô này tên là Trần Thủy ở bên Nhật đúng không ạ? Thì trong cái câu từ cô ta nói thì nó mang nhiều cái hàm ý lắm. Mà chia rẽ vùng miền cũng có, miệt thị cũng có. Thế nhưng mà ở đây về góc độ nào đó thì em nghe em cảm thấy cô nói cũng tương đối là có lý. Nó xuất phát từ nhiều các cái yếu tố mà trong đó là đặc biệt là cô ta đã khái quát lại được cái bản chất của những cái thành phần mà chống, gần chúng ta cứ gọi là chống cộng cực đoan đi. Đấy, suốt ngày lên chống, chống gì đấy, đúng không ạ? Thì cô ta cũng nói rất là cụ thể rồi. Thế cái điều này thì em không có bàn đến cái clip của cô ta, bởi vì thực tế là cô ta cũng là một nhân vật mà chúng ta có thể hiểu là cũng không có cái thiện cảm gì với Đảng Cộng sản hay nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đúng Đấy, rồi. và cô ta cũng đã thể hiện cái quan điểm rất rõ ràng. Đó là cũng không có ủng hộ nhà nước, không ủng hộ đảng lãnh đạo, cũng không có ủng hộ cái cách mà lên mạng gọi là đấu tranh hay là lừa bịp người dân Việt kiều ở các nước để đóng tiền, góp tiền, vân vân cả để làm những việc tầm bậy. Thế nhưng mà rất rõ ràng là với tư tưởng của cô ta thì chúng ta thấy rõ. Dĩ nhiên em không 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 đánh giá quá cao về cái cô này, bởi vì thực tế nào mà nói thì chúng ta nghe chúng ta cũng thấy thôi, cái ngôn từ thì nó không được lịch sự cho lắm, đúng không ạ? Đúng Nhưng rồi. mà ít nhiều là chúng ta có thể đánh giá được trong những cái câu từ đó nó thể hiện cái sự bức xúc của một người. Dĩ nhiên người ta không không có thiện cảm với nhà nước, không có cái quan điểm ủng hộ đảng lãnh đạo. Thế nhưng mà ít nhiều thì cô ta cũng có một cái nhìn nhận nó rất là thực tế về góc độ mà những cái thành phần mà chống phá nhà nước ở các cái nước thường lên mạng để kêu gọi này kêu gọi nọ đấy, đúng không ạ? Và nói xấu chính quyền đấy, và cho mình là đấu tranh đấy, thì chúng ta cũng có thể nhìn nhận được một góc độ mà một con người là hậu duệ của Việt Nam Cộng hòa đang ở Nhật thì người ta đánh giá thì chúng ta thấy nó cũng tương đối là khách quan, để tránh tình trạng là có một số thành phần đúng không ạ cho rằng là ví dụ như là quan điểm của em là gì gọi là người ta hay nói là gì cái quan điểm là mang tính chất là dùng cái câu từ thế nào cho phù hợp nhỉ, giống như kiểu là bảo độc đoán ấy, ý như vậy, ý là bảo là chúng ta chỉ đưa ra một cái nhìn Cực đoan hả? Cực đoan hả? Cực đoan độc tài hả? đấy mang tính chất là cực đoan, là chúng ta chỉ mang cái chiều hướng một chiều. Thế nhưng mà thực tế là ở đây thì nếu mà nói thì không phải là chúng ta không đề cập đến được. Đấy, nhưng em có nói rồi thì có thể ngày hôm nay thì ngoài cái chủ đề anh đưa ra thì em có thể em nêu thêm một vài cái ý kiến khác, ví dụ thế. Nếu như được Đúng anh cho rồi, phép, đúng rồi. vậy chúng ta tham gia diễn đàn thì nói thực tế là mà nói ấy, thì những cái sự việc nó xảy ra ở Việt Nam thì nó quá rõ ràng rồi, đúng không ạ? Mọi người ai cũng biết rồi. Đấy, và các cơ quan báo chí, đài truyền hình, các phương tiện truyền thông người ta đưa lên rất là nhiều. Và trên các cái trang mạng đó, kể cả ở trong nước hay ở nước ngoài, thì người ta cũng đưa ra rất nhiều các cái góc nhìn, đúng không ạ? Góc nhìn mà chúng ta thấy đại đa số ở đây đó là chúng ta có thể chia làm ba bộ phận. Một bộ phận thì người ta ủng hộ một cách tuyệt đối. Một bộ phận thì người ta phản đối một cách tuyệt đối. Và có một bộ phận là người ta ở giữa trung dung và rất là khách quan, đưa ra cái nhìn nhận về mọi vấn đề theo phương diện cá nhân. Thế nhưng người ta đánh giá cả hai chiều, chứ người ta không có nghiêng về bên nào bất kỳ. Thế nhưng mà ở đây chúng ta nhìn nhận đó, là để chúng ta có được cái góc nhìn thôi. Chứ còn thông tin đưa ra thì hiện nay báo chí ở chúng ta thì chúng ta theo dõi, kể đặc biệt là cái báo điện tử đấy, thì cũng rất nhiều thông tin hàng ngày, nó hàng trăm hàng nghìn thông tin, tích cực có, tiêu cực có, đúng không ạ? Thì cái việc Đúng mà rồi. chúng ta nhìn nhận đánh giá đó, thì đặc biệt là các cái thành phần ở bên kia người ta đánh giá thì cũng cũng dựa trên các cái tờ báo này thôi, các tờ báo này, và có thể là một vài cái thông tin mà những thành phần cơ hội bất mãn chính trị trong nước người ta tuồn ra, đúng không ạ? Thông qua cái việc trao đổi trên mạng xã hội thì người ta căn cứ vào đó rồi người ta đưa ra những cái thuyết âm mưu, rồi người ta vẽ ra những cái kịch bản theo cái ý của người ta vậy thôi. Nhưng mà thực ra chúng ta không phải là chúng ta cực đoan hay là chúng ta gì cả, nhưng mà mỗi cái là những cái thông tin đã biết rồi đó.
tại sao chúng ta phân tích để giải quyết vấn đề gì khi tất cả mọi người đều nhìn nhận và có góc nhìn riêng của mình, đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta cũng không so sánh hay là chúng ta đi nói xấu nước Mỹ hay bất kỳ một nước nào khác, mà ở đây là chúng rồi. ta khẳng định một điều là như em đã từng có ý kiến, đó là có rất nhiều người khi tranh luận người ta chỉ mong Việt Nam chúng ta được như Mỹ thôi. Đấy, thế nhưng em có hỏi lại là hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là thu thuế người dân như ở Mỹ, và vấn đề thứ hai nữa là lực lượng cảnh sát hay là lực lượng công an của Việt Nam đó là có những hành Là động có nhanh những hành gọn, động quyết nhanh liệt, gọn hay hiệu quyết liệt quả như cảnh sát Mỹ đó, thì người ta lại không đồng ý hai vấn đề đó, đúng không ạ? Thế thì có nghĩa là với cái tư tưởng của người ta như vậy thì cũng có thể là tốt thôi. Thế nhưng mà để mà xây dựng một xã hội như vậy đó thì phải chờ đến tương lai nhé. Tất cả mọi điều đều tốt hết, tất cả các mọi người, đúng không ạ, tốt hết, đều có ý thức cao, chấp hành pháp luật nghiêm minh, không có vấn đề tiêu cực hay vân vân và vân vân cả, thì những cái đó nó thuộc về xã hội tương lai. Cái điều đó nó phải chờ tương lai, chứ hiện tại thì chưa thể có được, chưa thể có xã hội nào đạt được cái điều đó. Như lúc đầu em có nói đó, thì có nhiều quan điểm cho rằng là khi em trao đổi các cái vấn đề nó mang hơi tính chất cực đoan. Ví dụ như là chúng ta hay là bảo vệ hay là thế này thế nọ, giống như những cái thành phần đó khi mà chúng ta tranh luận đó, nó hay gọi chúng ta là dư luận viên Bô ba củ hay là bưng bô hay là bò đỏ vân vân đấy, thì cũng rất là buồn cười. Cái điều đầu tiên đó là mỗi người có một quan điểm, đúng không ạ? Mỗi người có một quan điểm đã, chúng ta phải khẳng định với nhau như vậy. Một vấn đề thì bao giờ cũng mang tính hai mặt. Thế thì anh có quan điểm của anh, tôi có quan điểm của tôi. Khi chúng ta tranh luận thì cần đòi hỏi các cái tài liệu về lịch sử, ví dụ như vậy, hoặc con số dẫn chứng cụ thể bằng các cái cơ quan chức năng người ta khẳng định, ví dụ như thế. Thì cái điều mà chúng ta đưa ra nó đòi hỏi bằng những cái tài liệu thực tế để chứng minh về quan điểm đó. Khi mà chúng ta tranh luận như vậy, nếu mà bản thân em cũng vậy thôi, nếu mà chúng ta tranh luận cảm thấy mà cái vấn đề đó chúng ta sai hoặc là chúng ta chưa tiếp thu đầy đủ, thì chúng ta cái chuyện đó chúng ta cảm thấy chúng ta thiếu hiểu biết thì chúng ta tìm hiểu thêm, chuyện bình thường. Em Đúng chả bao giờ em đi chê bai những cái thành phần mà thế này thế kia cả, thế hay là miệt thị người ta, em cũng không đánh giá về góc độ nào cả. Thế nhưng mà ở đây là chúng ta đánh giá là đánh giá những cái thành phần nó mang tính chất chống cộng cực đoan một cách cụ thể. Chứ còn nếu mà chúng ta tranh luận một cách có văn hóa thì cũng không, em không bao giờ em kể cả những cái thành phần khác đấy, em chả bao giờ miệt thị. Thế nhưng ngược lại, những cái thành phần đó thì người ta đưa ra những câu từ mang tính chất miệt thị đấy, thì rất là vô lý. Có những người người ta cho rằng là ở Việt Nam lương công nhân 4 triệu không đủ sống, đúng không ạ? Thế bây giờ bảo lương công nhân 4 triệu không đủ sống mà ông cứ bảo tôi là dư luận viên ba củ, thế một tháng ba củ tôi sống kiểu gì, thấy nó có điều nghịch lý không, đúng không ạ? Rất là nghịch lý. Thế thì ở đây ấy, mà giống như kiểu cái thời gian gần đây ấy, mà chúng ta theo dõi là các cái đường ống mà vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức để mà phân phối sang châu Âu đó, là Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đã bị phá hủy, đúng không ạ? Thì trước mắt là cơ quan tình báo của Đức, của Nga thì người ta cũng đã khẳng định là có cái dấu hiệu của sự phá hoại, bởi vì là cái đường ống này đó thì nó nằm sâu ở dưới đáy biển. Nó cần phải đòi hỏi có các cái yếu tố liên quan đến góc độ quân sự thì mới có thể tiếp cận được, và đặc biệt nó nằm trong cái thềm lục địa của Đan Mạch và của Đức. Đức, đúng không ạ? Ấy thì chúng ta thấy là cái đường ống này thì nó đặt tương đối sâu, mà cái đường kính của nó đâu khoảng hơn 11 mét đó, cái đường ống đó. Mà nó dài thì em không nhớ dài bao nhiêu, nhưng mà nó ở trong nó là lõi thép, ở ngoài là bê tông. Đấy, mà cái đường ống Nord Stream 1 thì nó bỏ ra khoảng đâu là Nga đầu tư phần lớn là khoảng 9 triệu đô. Và cái đường ống Nord Stream 2 là khoảng 11 triệu đô gì đó. Thì bây giờ các nước phương Tây và Mỹ thì đang đổ cho Nga là đi phá hoại, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ cần suy nghĩ một cách đơn giản, chúng ta hiểu thôi. Bởi vì cái đường ống đó nó cũng mang lại cái lợi ích kinh tế cho Nga, đúng không ạ? Thì Nga người ta cũng chả dạy gì, người ta lại lại phá như vậy, và tiền là tiền người ta bỏ ra, và nếu như người ta có muốn thì người ta chỉ cần đóng van khí đốt thôi, cần gì người ta phải phá, đúng không ạ? Người ta chả dạy gì, người ta để đi phá chính cái ngôi nhà của mình. Có anh nào anh điên anh đi anh đốt nhà mình không? Có những cái tình trạng đó nó diễn ra, nó nhiều không? Nó cực kỳ hiếm đấy, chứ không phải là ấy. Nhưng mà ở đây chúng ta nhìn nhận nó phải khách quan ấy, thì cái điều này này chúng ta hiểu rồi.
cái được lợi nhất ở trong cái vụ việc này là ai, thì có lẽ mọi người theo dõi trên các tờ báo chí, kể cả trong nước và nước ngoài, kể cả các cái tờ The Sun hay là Reuters hay là Fox News hay vân vân, chúng ta theo dõi chúng ta đều thấy trong nước và nước ngoài đều có sự phản ánh, và thậm chí là có các bên, đặc biệt là các nhà nghiên cứu người ta đánh giá xem là cái đường hai cái đường ống này này mà bị nổ đó thì thiệt hại nhất là ai, đúng không ạ? Thiệt hại nhất là Đúng ai và được lại. cái bên được lợi nhất là ai đó, thì qua đó là chúng ta, mỗi người của chúng ta có thể tự đưa ra cái đánh giá cho mình. Dĩ nhiên đánh giá ở đây là đánh giá bước đầu, và chúng ta đánh giá bước đầu nghĩa là chúng ta chưa khẳng định một vấn đề gì cả và phải chờ các cơ quan chức năng, đúng không ạ, điều tra của châu Âu chẳng hạn, hoặc của Đức, hoặc của Đan Mạch gì đấy, hoặc của Nga, người ta cùng hợp tác, người ta điều tra và người ta khẳng định là cái vấn đề đó do ai gây ra. Thì cái điều đó hiện nay nó cũng là một cái vấn đề rất là nan giải, không phải là dễ, bởi vì khi người ta thực hiện một cái vấn đề như vậy thì không ai người ta để lại cái dấu vết để cho mà các anh dễ điều tra, đúng không ạ? Thế nhưng mà có thể người ta vẫn sẽ điều tra được và có những cái tài liệu, các cái gì đó chứng minh được là nó có liên quan đến một nước nào đó, đúng không ạ? Thì cái điều này chúng ta đang chờ thôi, chứ em không đánh giá sâu ở vấn đề này. Kỹ ta. Có muốn chia sẻ gì không? Hay là nghỉ mà mai mốt làm tiếp. Dạ thôi, để mai đi anh. Mai hiện tại em cũng ở nhà nghỉ rồi. Ok. Ok, Nói cảm ơn Trung nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Hẹn gặp lại.